Đó, bữa nay là ngày bán chả giò không nha cô chú anh chị. Đó. Một phần chả giò như vậy là có 5 cuốn thôi. Đó là há cảo. Đó, đây một bàn 4 người thì họ ăn hai phần gỏi xoài, chả giò, dĩa thập cẩm nhỏ. Vô mùa đông là rau rất là mắc nha cô chú anh chị, cải rồi này kia đó là, và bây giờ mình mua là 1 đồng 39, tức là khoảng 35.000 tiền Việt á, mà vô mùa đông là sẽ tăng lên nữa. Ở đây khi làm nước mắm á, là dung cho chừng nửa muỗng cà phê ớt sa nhuyễn đó cô chú anh chị, rồi nửa cà phê tỏi thôi chứ không có nhiều, mà cho nhiều cái múc ớt á, nhiều cái người ta sợ cay người ta cũng không có ăn. Nói chung là mình làm theo hợp khẩu vị của khách thôi, chứ còn làm đúng bài bản nữa là khó bán lắm. Ở đây làm cái dĩa thập cẩm bự với một cái dĩa thập cẩm nhỏ đây cô chú anh chị. Đó, nhưng mà ông khách này là ông khách quen đó, cho nên ông coi như là thứ bảy nào cũng tới chỗ Dung ăn hết á, thứ bảy nào cũng dặn chỗ ngồi cho mình hết, cho nên là Dung hay cho ông thêm lắm đó, thêm một cái chả giò nữa không bao nhiêu chứ gì mà khách mình vui. Sáng cái Dung đi chợ Dung mua cải nè, cải này kiểu như người ta trồng mà nó mới trổ đó cô chú anh chị, nó non dữ lắm, mà cải này ăn chả giò rất là ngon, mà cuốn gỏi cuốn á, nó cũng không có bị to nữa, cái sống nó mỏng á. Hai con đi học về thì hỏi Dung hỏi là ăn tối ăn cái gì, thì nó mẹ cho con ăn chả giò mà cũng lâu lâu rồi bọn nhỏ nó không có ăn, nên là Dung chiên lộn xộn một cái một chút cho tụi nó. Dung có ghé những cái nhà hàng Việt các cô chú anh chị, thì người ta phục vụ chả giò là người ta để một cái cọng húng lủi lên nữa nha, nhưng mà húng lủi ở chỗ mình là rất là khó mua, cho nên là Dung xài là mình tiết kiệm, khách xin thì mình cho mới cho thêm thôi, chứ mà bỏ lên vậy khách bỏ cái là phí dữ lắm. Ngày nào mà bạn mang lên khách hỏi là cho tôi thêm húng lủi thì ông xã Dung sẽ mang lên sau. Ở bên này khi mà mình đi siêu thị á, là mình thấy ở trong các siêu thị như lớn rồi này kia đó là họ có bán chả giò, nhưng cô chú anh chị ở trong siêu thị Leclerc á, thì họ bán là cái diện bán rời chứ không phải là bán cái diện đóng hộp sẵn. Họ bán rời một cái cuốn mà họ cuốn á, là rất là to mà nó dài lắm nha cô chú anh chị, chắc khoảng cả một gang tay á, mà bự lắm mà nửa cầm tay Dung à. Là họ bán 1 đồng 80 sen một cuốn, tức là khoảng 45.000 á, gần 2 euro đi, gần hơn 45.000 một cuốn chả giò nha cô chú anh chị. Tại vì ở bên này á, có chỗ á, thì họ ở trong nhà hàng á, thì họ bán là 7 đồng rưỡi hoặc là 8 đồng một dĩa chả giò là 5 cuốn nha cô chú anh chị. Thì mình có một cái người bạn là mới mở nhà hàng thì làm chả giò đó, thì chị ấy làm tại nhà nha cô chú anh chị, nhưng mà chị bán là có 90 sen một cuốn chả giò thôi, nhưng mà mới đầu bán thì tính lời thật là lời, tại vì thấy tiền vô á, nhưng mà tới hồi mà trừ chi phí ra rồi á, là lỗ nha cô chú anh chị. Tại vì nhất là cái tiền mà đồ ăn á, là mình phải tính cái phần thuế ở trỏng nữa. Ví dụ một dĩa chả giò ở nhà hàng 5 cuốn đi, thí dụ họ bán 8 đồng, thì 8 đồng trong 8 đồng đó là trừ cái phần chi phí làm chả giò ra nè. Ví dụ giờ
Ít nhất là mình bỏ cái chi phí làm một cuốn chả giò là, ví dụ mình nói không có chính xác nha, là khoảng 50 sen một cuốn đi. Đó là 5 cuốn là 2 đồng rưỡi rồi. Thì còn tính thêm 10% thuế nữa nha cô chú anh chị. Bên này thì rượu, các loại nước uống thì là 20%, còn đồ ăn là 10%. Nó là tính rồi tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, khi mà mình đi đi chợ rồi này kia, tiền xăng rồi này kia mình phải tính hết vô, tiền nhân viên cái này cái kia là phải tính hết vô nha cô chú anh chị đó. Chứ không phải là mình bán một cuốn chả giò, mình bán lên mình làm một cuốn chả giò 50 sen, mình bán lên 70 sen hay 90 sen mình nói là lời, là không có đúng đâu, là lỗ chắc luôn á. Ở những người mà thuê cái mặt bằng nữa nha cô chú anh chị đó, cho nên là cái chi phí vô mỗi một cuốn chả giò là mình phải tính vô hết, cái công nè, rồi cái tiền thịt nè, tiền bánh tráng, bao nhiêu tiền n tiền ở trong đó, rồi phục vụ một cái dĩa chả giò là phải là salad ăn kèm nè, nước chấm rồi này kia, rồi công rửa chén rồi này kia nữa, ai mà mướn người rửa chén thì phải trả tiền đó, cho nên là cái nào cũng tính hết vô. Chả giò thì người ta hay ăn khai vị á cô chú anh chị, tới bên này người ta hay uống aperitif á, uống rica hoặc là nói chung là uống rượu khai vị trước khi ăn á. Nên khi mà nhà mà ai có khách á là họ đặt cô chú rất là nhiều, dụ làm là mấy chục cuốn rồi đó, 40-50 cuốn rồi chiên sẵn cho khách luôn, rồi cái rau nè, húng lưỡi, rồi nước chấm rồi này kia, trọn bộ hết, rồi tiền hộp nữa nha cô chú anh chị. Ngày xưa một cái gói hộp là 50 cái là có ví dụ 5 đồng đi, bây giờ là lên 8 đồng rồi. Đó, nó cứ lên thì cái giá đồ ăn mình phải thêm lên. Một tuần như vậy là Dung bán tổng cộng tất cả luôn là sau khoảng 600 cuốn chả giò. Là mình bán vừa thực đơn nha cô chú anh chị, vừa bún chả giò rồi bán đem về coi như là tính hết á, mà không phải chỉ chả giò heo không nha, chả giò tôm có nè, chả giò chay rồi chả giò gà nữa, là mình tính tất cả lại hết á, là một tuần như vậy là hơn 600 cuốn. Chả giò chỗ mình á là Dung chiên chả giò bằng máy. Thì chiên chả giò bằng máy là mình chỉnh nhiệt độ là khoảng 160 đến 180 nha cô chú anh chị nha. Và lựa cái máy chả giò của mình á là nó có hai cái bắt dầu lận, tức là hai cái bồn dầu lận. Đó thì mình cứ xài hết cái này thì mình chùi xong rồi, cái mỗi buổi tối mình làm xong mình sẽ chùi dầu hết vậy đó. Đó là mình cứ xài cái mà dầu mới nó ngả màu thì mình sẽ đổi qua cái bắt kia mình xài. Thì nó có một cái công tắc á, cái nhiệt độ á cô chú anh chị, mà có cái nó có cơn, có cái máy mình chỉnh 160 là nhiệt độ nó tuyệt vời luôn để chiên chả giò rồi. Mà cái bên kia thì phải chỉnh lên 180 mới được, nó không có nóng dữ á. Thì mình mà Dung thử rồi nha cô chú anh chị, mà Dung chiên ở trong nồi và chiên ở trong cái máy thì nó khác nhau hoàn toàn nha. Chiên ở trong nồi á, chả giò nó giòn nhưng mà nó giòn khô. Còn chiên ở trong máy á, thì chả giò nó giòn mà nó giòn xốp. Nó giòn vô tới trong luôn, cái lớp bánh ở trong á cô chú anh chị, là nó chiên chín tới đó luôn nha. Thì ở đây khách vô ăn chả giò Dung không hói cỡ nào, hói thì Dung cứ để chiên tầm khoảng 5 đến 7 phút gì đó. Là khi mà mình bỏ vô thì cuốn chả giò nó chìm ở dưới. Mình chiên trong máy mà hồi cuốn chả giò nó sẽ nổi lên trên, đó là nó chín rồi đó cô chú anh chị. Mà nổi lên rồi thì Dung sẽ để nữa cho hai cái mặt của nó chín cho đều á. Mà chả giò của mình á thì khách tới ăn, khách nói giờ, khách tới lấy đồ ăn thì mình mới chiên thôi. Đó, khách lại khách lấy là về nhà ăn liền luôn. Cho nên là chả giò bỏ vô hộp, giờ Dung đóng kín cả nào nó cũng không có bị mềm á. Essaye, tu peux pas les chanter.
là salad chứ. Cái cải nó non á, sắc nó cuốn nó rất là thích. Hồi xưa Dung đâu có biết ăn chả giò mà cuốn cải vậy đâu cô chú anh chị. Dung chỉ ăn chả giò chấm nước mắm không thôi, đâu có biết cuộn cải đâu. Cái mình đi ăn mấy cái nhà hàng cô chú người Việt á, thì họ bán sẵn á, cái mình thấy người ta ăn á, là thấy cuộn với cải vậy nè chấm mà về mình làm cũng thấy rất là ngon. Ăn vậy thì nó đỡ ngán. À, hai em ngồi ăn một mình nhưng mà rất là ngoan nghe cô chú anh chị. Tự xử hết, dọn bàn ăn rồi nước uống rồi này kia muỗng nĩa rồi kia là tự làm hết. Tại nhiều khi Dung mắc làm á là Dung cứ làm đồ ăn rồi Dung bỏ anh bàn đó thôi, tự dọn bàn rồi tự xử. Bên này Dung bán chả giò thì trong thực đơn con nít Dung có một có phần chả giò 5 cuốn như người lớn vậy đó. Thì mà bên này con nít đó, nhiều đứa nó ăn là nó ăn khỏe lắm. Ăn kèm cơm trắng hoặc là khoai tây chiên. Mà nhiều đứa thì nó thích cơm trắng hơn. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian nghe theo dõi video. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Trời trở lạnh rồi cô chú anh chị ơi, có nắng nhưng hết bão rồi. Chúc mừng bà cô chú.